Vô hình là mấy ngày trước thì mình có nhận được cái cây mod này từ anh Junior, và đây là một cái sản phẩm mới của Junior Paint Shop được làm từ một cái loại thân mà anh Junior mới vừa nhập về. Thì mình thấy cái thân này nó cũng khá là vui, cho nên là hôm nay mình sẽ review sơ qua về cái thân này cho bạn xem. Mình nói là sơ qua tại vì mình không thể nào mà mình đánh giá được những cái mà nó tầm 2-3 tháng sau nó mới xảy ra, như là cái độ xước của thân khi mà các bạn quay, hoặc là cái chữ này nó có bị bay sau một cái thời gian dài sử dụng không thì mình không có nói được. Mình chỉ mới cầm nó chưa đầy 1 tuần, cho nên là mình chỉ nói những cái cảm nhận trước mắt của mình, và mình sẽ so sánh cái thân này với lại cái thân tool, tại vì anh Junior có nói là cái thân này nó cho cái cảm giác khá là giống với cái thân tool mà mình đang bán. Đầu tiên thì mình sẽ nói về ưu điểm của cái thân này. Khi mà mình nhìn vào thì mình sẽ thấy có một cái dòng chữ ghi là pen spinning in trên cái thân, tức là quay bút. Là cái thân này người ta làm dành riêng cho cái trò này, và cái này người ta in lên chứ không phải là người ta dán decal như là một số mấy cái thân tàu tàu. Và theo như anh Junior nói thì cái mực in này nó đặc biệt sau đó mà nó rất là khó bị bay. Mình thì mới xài có 1 tuần thôi cho nên là mình cũng không có biết được, nhưng mà mình nghĩ là ông Junior là ông xạo xạo cho ông bán đồ thôi, chứ mẹ làm gì có cái thân nào mà quay mà nó không bị bay chữ. Thứ hai đó là cái bề mặt của cái thân này nó cũng rất là đặc biệt, vì một nữa là nó nhám nhám giống như là nó bị dính cái gì. Mình thì mới đầu là cứ tưởng nó bị dính cái gì, nhưng mà thực ra là cái thân nó làm như vậy, nó giống giống như là đá mà đá hoa cương, còn một cái bên thì nó lại nhẵn giống như là một cái thân bình thường đó. Thì cái này mình thấy cũng khá là vui, nhưng mà khi mà các bạn chồng những cái rip trong suốt vào thì nó bị in lên giống như là các bạn bị dính cát ở bên trong, thì nó rất là khó chịu. Khi mà mình nhìn thì thấy nó dơ dơ sao, mình không thấy nó là đẹp ở cái phần này. Về cái chiều dài thì hôm trước mình đo là tầm 20 cm, thì nó gần như là gấp đôi một cái thân bình thường. Đây mình so với cái thân tua cho bạn xem, nó gần như là gấp đôi. Và khi mà các bạn làm những cái cây mod như là Ivan mod hoặc là Vigot mod thì các bạn sẽ tiết kiệm tiền, vì nó không có cần phải sử dụng cáp hoặc là nối thêm một cái thân khác vào để đạt được cái chiều dài như này. Khi cầm vào cái thân này thì mình cảm thấy là nó khá là cứng, nó cứng hơn một số loại bút như là Colokit, và thậm chí là mình còn cảm thấy là nó cứng hơn cả Supertip. Thì cái độ cứng nó lớn, nó sẽ cho các bạn một cái độ bền khi mà các bạn chơi, ví dụ như là các bạn nằm rớt từ trên tay xuống hoặc là từ lầu 1, lầu 2 thì mình nghĩ là cái mod nó sẽ không bị sao, nhưng mà xe cán lên thì mình nghĩ là cái cây gì nó cũng sẽ bể thôi, vì là cái độ cứng nó chỉ đảm bảo là độ bền khi mà chơi thôi chứ không phải là khi mà các bạn phá. Về cái độ bám thì anh Junior có nói với mình là cái này là nó quay cực đã, nhưng mà mình thấy là nó chỉ ở mức độ là chấp nhận được thôi chứ không phải là quá kinh khủng, chỉ là nó không có tới mức mà phải chê, cho nên là mình sẽ liệt kê vào cái phần ưu điểm của nó luôn. Vì cái thân này nó chia làm hai phần, một bên thì nó nhám thì nó rất là bám, nhưng mà một bên thì nó trơn như này, nó rất là nhẵn, cho nên là khi mà quay đối với những người mà bị phong thấp như mình thì cái bên này nó chính là cái bên mà mình dễ bị tuột tay nhất. Về cái đường kính thì mình cảm thấy cái đường kính thân này nó khá là ok, nó không có bị quá nhỏ như là Colokit hoặc là cái cây Mycolo Plus này, và nó cũng không có bị quá lớn như là Emboss hoặc là Zotto. Khi mà các bạn quay một cái thân mà nó vừa phải thì nó sẽ thoải mái hơn là một cái thân quá to hoặc là quá nhỏ. Cái chữ này khi mà các bạn để nguyên một cái thân này các bạn quay thì nó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp, nhưng mà khi mà các bạn muốn làm những cái gọi là personal mod, những cái mod mà cá nhân của các bạn đó, thì các bạn có thể là phải cưa thân, và khi mà các bạn cưa thì các bạn phải đo rất là tỉ mỉ thì cái chữ này nó mới nằm ngay giữa được, chứ không là nó sẽ bị lệch qua một bên thì ai mà soi thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và cái chữ này khi mà các bạn muốn tẩy đi thì theo như anh Junior nói thì cái này mình cũng không biết, là anh Junior nói là cái này nó rất là khó để mà bay, thì mình nghĩ là nó cũng khó để mà tẩy, cho nên là muốn xóa đi cũng chắc cũng rất là cực. Cái khuyết điểm thứ hai đó là cái phần nhám nhám này, khi mà các bạn muốn dán decal hay còn gọi là ao sạp thì nó sẽ dẫn tới chuyện là phải sử dụng một cái tờ giấy rất là dày để có thể che hết cái phần đốm đốm này. Nếu mà các bạn sử dụng giấy mỏng thì có thể là nó sẽ bị in cái đốm đốm này lên trên cái tờ giấy luôn. Và khi mà các bạn sử dụng giấy dày thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện là khó cuốn lại. Và ở cái phần này nếu mà các bạn sử dụng những cái rip như là Doctor Evit hoặc là silicone để mà gắn lên thì nó sẽ bị in những cái đốm lên giống như là các bạn bị dính cát vô trong, nhìn nó sẽ rất là khó chịu và nó gây mất thẩm mỹ cái cây mod. Nếu mà so cái thân này với cái thân tool thì khi mà các bạn cầm cái thân tool các bạn sẽ cảm thấy là nó giống như là có một cái lớp bằng cao su hay là bằng cái gì đó nó bọc ở bên ngoài thì cầm nó rất là êm. Khi mà mình bấm cái móng tay mình vào thì các bạn có thể thấy là nó hằn lên nguyên cái vệt móng tay mình như này đó. Và cái thân này thì nó cho mình cảm giác khá là nhựa, nó cũng màu đen giống nhưng mà nó rất là nhựa, khi mà bấm vào thì nó không có để lại cái gì hết đó.
đó, không có để lại cái gì hết, nó rất là nhựa, cho nên là mình nghĩ là nó không có giống với lại thân tôn giống như là anh Junior nói. Một cái khuyết điểm nữa là hình như mình thấy cái này nó không có màu cho các bạn chọn, hình như nó chỉ có màu đen thôi. Nếu mà nó có màu thì nó rất là ok, còn nó chỉ có màu đen thì mình thấy màu đen nó rất là dơ. Khi mà các bạn bị phong thấp, các bạn cầm lên một cái thân màu đen, bằng một cái thân màu đen mà nó nhựa nhựa như này thì nó rất là dễ bị in những cái vệt mồ hôi lên. Mình quay những cái thân mod đen mình cũng cảm thấy là nó rất là dơ khi mà các bạn bị dính mồ hôi. Nhưng mà các bạn thích thì các bạn cứ dùng thôi. Ok, và đó là những cái chia sẻ của mình về cái cây mod này sau 1 tuần sử dụng. Nếu mà mình được dùng lâu hơn thì chắc là mình sẽ có những cái trải nghiệm nó chi tiết hơn. Và có thể những cái mà mình chia sẻ nó không có giống với lại các bạn cảm nhận, vì mỗi người là mỗi ý, cho nên là các bạn xem video này chủ yếu là để tham khảo thôi, và các bạn mua về các bạn tự mình trải nghiệm cái cây mod này. Giá của cái thân là 80.000, các bạn có thể kéo xuống một tí để thấy cái đường link mua hàng mình để ở cái phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Và ok, thì các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.